Để đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu, ngày 19 tháng 9 năm 2023, Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành công văn số 645 TE-CSTE đề nghị Sở Lao động Thương binh Xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo an toàn cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu. Đặc biệt, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, ngộ độc khi trẻ em sử dụng các đồ chơi Trung thu có nguy cơ cháy nổ cao như đèn lồng đốt nến, bóng bay chứa khí dễ cháy nổ, pháo hoa. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống ngộ độc cho trẻ em khi sử dụng các loại bánh kẹo, trái cây, đồ uống được sử dụng trong dịp Tết Trung thu. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị cần đảm bảo an toàn giao thông trên một số tuyến đường có số lượng lớn trẻ em, người dân tham gia giao thông trong dịp Tết Trung thu, tăng cường rà soát, kiểm tra, thanh tra trước và trong khi tổ chức các hoạt động Tết Trung thu, kịp thời ngăn chặn, loại bỏ các nguy cơ gây tai nạn thương tích cho trẻ em và người tham gia, đảm bảo đón Tết Trung thu an toàn.